từ bình dị đơn sơ đến phố thị nhộn nhịp. Hoàn thiện suốt trăm năm để hôm nay ta hãnh diện gọi tên phở khắp toàn cầu. Tự hào có mặt tại hơn 80 quốc gia, phở Vi Phong, vị quê hương vươn thế giới. Cùng hẹn thưởng thức phở Vi Phong với hai hương vị bò và gà, đậm đà thơm ngon.